Để chơi về rồi đó. Nghĩa bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ mở rộng nội dung như sau. Chúng ta sẽ hát một cái bài hát tập thể, đó là bài Bốn Phương Trời, biết không ạ? À, biết không? Đây, Bốn Phương Trời cái gì đây trông vui á, biết không? Ồ ok, thì có nghĩa là khi bài hát nó cất lên thì chúng ta tất cả cùng nhau hát và chúng ta tất cả cùng di chuyển. Nam di chuyển qua bên trái. Nam di chuyển qua bên trái và hát bài Bốn Phương Trời. Nữ người cao tuổi hả? TTC ơi! TTC ơi! Hít tiền mệnh ơi! Quân quen sao đúng không ơi? Hít tiền đẻ ơi! Tào lao ơi! Ok, bây giờ xin là đếm 1, 2, 3 thì tất cả nhau cùng hát bài Bốn Phương Trời và chúng ta di chuyển theo như ban quản lý chốt quy định. Bây giờ đếm 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3. Bốn phương trời ta về đây chung vui. Nhanh lên ạ. Thật chia dặm nơi thiên quần. Cùng nắm tay ta chặt vào thang ai. Ta cho nhau nơi lời thang. Mỗi chiều. Chết nói lại dùm cho mỗi chiều. Bốn phương trời ta về đây chung vui. Hân hân chia dặm nơi thiên quần. Cùng nắm tay ta chặt vào thang ai. Ta cho nhau nơi lời. Ok. Rồi tan nát hết, rồi tan nát hết. Chết rồi. Sau trò chơi đầu tiên, sau trò khởi động mà đã lên tiền cổ hết rồi. Rồi, bây giờ chúng ta phải giữ nguyên đội hình như vậy. Rồi, nữ lại bao bọc lại nam. Bao lại. Nam vô ở giữa. Quay ra luôn, nam quay ra bên ngoài. Nam quay ra bên ngoài luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khi nào mà chúng ta muốn 1, 2, 3. Nam sát sát lại một chút rồi, nữ dậy nè. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đếm 1, 2, 3. Thì nhiệm vụ của chúng ta hay là chút nữa sẽ có một cái đội ngũ chụp hình. Tập đâu rồi? À, đang quay phim. Bây giờ khi đếm 1, 2, 3 là tất cả các thành viên của chúng ta. Nam. Ủa sao lại nhấp vậy? Không phải. Giờ lại. Không phải ý đồ như vậy. À, nam ở trong lại. Bây giờ Nam đứng im, không di chuyển nữa. Đứng trong tư thế đá Phật nền đi. Che lại. Nó bả bay vô, nó bả bóp thì chết hết. Rồi bây giờ đếm 1, 2, 3, nữ vô, ở trong, chạy thẳng vô bên trong. Xếp Nam, và Nam ở trong mình giơ tay cao lên, tạo thành một bông hoa nha. Đây, giơ tay lên nè. Tất cả chút nữa là chạy vô, giơ tay lên nè. Ví dụ giờ nè, chạy vô thì ở trong không có chạy nữa, nam không chạy thì nam chỉ cần giơ tay lên và nữ ở ngoài cần giơ tay lên tạo hình như một cái bông hoa đang nhỏ vậy đó. Okay. Đúng rồi, chạy sát vô, chạy có nghĩa là chạy sát vô thôi chứ không phải là chạy sau chui vô. Xong rồi xong lên ôi hôi quá chạy ra ngoài hiểu chưa, chứ tôi thấy ông kia ông chú chạy vô ông chạy ra luôn rồi, ai làm gì trong đó hay gì đó ơi. Các chị thân mến, để cái trò chơi này bắt đầu rồi, mọi người vui cầm lấy hơi 30 giây đi. Chứ vô trong không thở được đâu. Đây, tâm ảnh đưa quay hình lại, dơ cao lên. Rồi, các chị thân mến, chúng ta sẽ giữ trong cái thương hết này khoảng nửa tiếng đồng hồ. Rồi, ok. Được rồi, ok. Rồi, chúng ta đâu, quay hình xong. Rồi, nó giãn ra đi, hôi tẩu quá. Quên, chúng ta hay ra xứ tỏi luôn, lầy quá mà. Rồi bây giờ anh chị chúng ta có, nếu bây giờ chúng ta khát nước thì chúng ta lấy, em có để nước ngoài cho, lấy xong rồi chúng ta sẽ di chuyển ra ngoài cái khu vực đó chúng ta chơi mà nó hơi nắng một xíu hả. Bà mặc váy và mặc đầm mà chơi luôn đi. Rồi bây giờ xong giờ mọi người chuẩn bị chúng ta di chuyển ra ngoài chỗ nắng một xíu nha. Rồi bây giờ cho em lại cái hả? Rồi anh thấy cát đâu chứ mấy cái này chút nữa cho nó sẽ có đá có sò gì nhiều lắm ở ngoài đó sạch. Rồi bây giờ nữ đi đâu nữa đây. Rồi bây giờ mọi người cho em lại cái vòng tròn hồi nãy đi, cho lại cái vòng tròn hồi nãy không có chơi, bây giờ không có chơi, bây giờ là cho lại cái vòng tròn nãy rồi chúng ta sẽ nói tiếp, không có chơi cái chiều đó. Rồi ok, không có tìm trò nữa cô, ý là chỉ đắm tay thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chia đội, nhớ nha, chúng ta sẽ có 3 đội. Thì bây giờ chúng ta sẽ đếm người nào là người đội số 1, số 2, số 3 và thể nhớ. Rồi bây giờ số 1, 2, 3
Số 1 là anh sẽ là người đầu tiên bên tay trái, màu xanh lá. Số 2 màu đỏ. Số 3 màu vàng. Rồi, 3 bị đội chủ chúng ta, 3 người này chạy ra trước cho em. Rồi, 1, 2, 3, chạy theo hai người kia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, rồi, ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, theo đội của mình. 1, 2, 3, 1 màu xanh, 2 màu đỏ, 3 màu vàng. Rồi, 1, 2, 3, 1. Rồi, cái đội chơi chúng ta đã làm gì? Chúng ta đây. Ở các anh chị thôi bớt. Rồi chúng ta đã vừa thành. Ai kêu đứng dưới này? Ai kêu đứng dưới? Ta đứng trên đây mà. Chạy lên đây. Tao đó. Coi chừng hương cái cờ, coi chừng hương cái cờ, cắm lại cái cờ. Rồi đứng đây. Đứng đây, quay mặt lại. Đứng đây quay mặt lên nè, đứng đây quay mặt lên. Rồi ok. Hạt cái gì nữa? Cái nhỏ này tào lao quá. Quay mặt lên, đứng trong quay mặt lên. Rồi. Không chưa? Rồi. Người đầu tiên của hàng, chúng ta điểm danh từ 1 tới hết để coi hình bao nhiêu được bao nhiêu rồi. Tại bên đây có một người cao tuổi cho là chính luôn. Rồi, nhiệm vụ của mỗi đội như sau. Bây giờ mỗi đội cần ra một người đội trưởng. Người đội trưởng này có tiêu chí ha, phải lầy, phải bựa, phải có tiếng nói trong đội của mình. 30 giây chọn cho chúng tôi một người đội trưởng. Chúng tôi sẽ nói tiếp. Rồi, ok. Đâu rồi, Sumo? Đứng đây cũng được. Đâu, đội trưởng đâu? Rồi, đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng anh Thoại đúng không? Rồi, ba vị đội trưởng lên đây. Phát cho mình đâu? Quay à? Ê, có phát giờ? Chưa. Này. Bây giờ ba vị đội trưởng đứng đầu hàng. Ba vị đội trưởng đứng đầu hàng. Ba vị đội trưởng đứng đầu hàng.